trên tay khẩu, chúng sanh, bình đẳng. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Dòm Nha. Ối, đồng đội bay đi đâu thế này mọi người? Đành phải theo thôi mọi người ạ, trà trộn mà bay lẻ nó kỳ kỳ sao á. Cờ lia luôn mà. Để dòm xuống đa ít đồ, rồi vào lại khu sự kiện thôi. Chứ chơi sự kiện mà không có người chán lắm mọi người ạ. Dòm đi đây, đồng đội không ai theo hết cả. Ối, có tiếng chân, hình như bắt mọi người ạ. Con bắt nghèo rách bùng tơi. Dòm lên tháp cao này, rồi bay vào khu sự kiện. Có người lên đây trước rồi mọi người à, mở hòm luôn rồi. Dòm đã thêm vài bịch đậu, rồi bay vào khu sự kiện đây. Có tiếng súng hướng tháp cao, hình như đang cầm bắt. Đợi tí mọi người ạ, người thứ ba luôn là người có lợi. Rồi rồi, cầm bắt xong rồi, hình như đang ngồi cứu trong nhà vòm nhỏ trước mặt. Để dòm quang của nết, rồi đẩy luôn nhé. Ôi mẹ ơi, tiếng chân nhiều thế. Còn đợi gì mà không cho dòm một lại nữa ạ? À? Đến giờ, dòm vẫn còn run đây này. Dòm lút sương sương thêm ít đồ, rồi vào bo thôi, cờ lia sự kiện với lại bò thu luôn rồi. Mark the location. Mark the location. Bò thu, chạy tụt quân là có thật mọi người ạ. Số 4 bị đắc rồi, để dòm móc hết phải để móc lốp địch, đợi dòm tí nhé. Watch out. Mark the location. Help. Dòm thấy rồi nha, hai cụ đây rồi. Mark the location. Hai tên địch này yếu thế nhỉ, dòm sấy vài viên đã nát. Ok rồi, để dòm con si múc cứu, heo heo hoài.
có tiếng súng sau lưng lúc dòm quăng xi mốc nhà mọi người. Thank you. Watch out. Mark the location. Dòm lút thêm ít đồ, xem thử còn bịch đậu nào không. Số 4 thanh lút mọi người à, sạch trơn luôn. Rồi xong, số 1 số 2 hình như thấy địch rồi. Dòm móc lên đồi cao cao chỗ nhà cỏ ke thì chạy đâu được. Có tiếng người bay mọi người ạ. Mark the location. Dòm nghe tiếng chân rồi nha, ngay phía bên trái dòm luôn. Mark the location. Dòm nắc được 2 rồi, team địch đủ 4 rồi mọi người ạ. Ối, dòm bị thanh niên bên phải bắn, tí thì tạch. Đấy, đồng đội đang sấy thanh niên bên phải kìa mọi người. Thanh niên bên trái móc vào khu nhà cỏ rồi thì phải. Dòm quăng xi mốc lui về xíu đây. Thanh niên bên phải đồng đội lụm rồi mọi người ạ. Vậy là chỉ còn một thanh niên bên trái khu nhà cỏ nữa thôi. Watch out. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video. Nhấn like và đăng ký kênh YouTube ủng hộ dòm với nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.